Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 14 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 13 tháng 6 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Chư vị Đồng Học Chào mọi người Chúng ta đọc lại Kinh văn một lần phật thuyết thập tiện nghiệp đạo kinh trang thứ ba hàng thứ hai từ dưới lên bắt đầu đọc từ câu thứ hai mà tâm chẳng phải sắc nên cung tệ thế chấp chỉ là các pháp hư vọng hợp lại mà sanh khởi rút cuộc không có chủ không có ta và cái của ta đây là một đoạn nhỏ hôm qua đã giảng hai câu nói rõ tâm này không phải sắc pháp không tị thấy không tị chấp hôm nay chúng ta nói tiếp tâm này từ đâu mà có những lời trong kinh nói Chúng ta vừa nhìn thì biết đây là Thức tâm Không phải chân tâm Bởi vì chân tâm thì không hư vọng Nó là chân thật Cho nên vừa nhìn thì biết Đây chính là a lại gia thức chỉ là các pháp hư vọng hợp lại mà sanh khởi rốt cuộc không có chủ không có ta và cái của ta. Các vị đã học qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông. Nếu có chút nền tảng về bộ tiểu luận này, thì những câu này sẽ rất dễ hiểu. Chúng ta biết Bách Pháp là Bồ Tát Thiên Thân đem 660 Pháp trong Du già dạ Sư Địa Luận quy nạp thành 100 Pháp để tiện lợi cho người sơ học Đại Thừa. Đây là bài học đầu tiên của Tướng Tông Nhập Môn. Bài học đầu tiên của người sơ học Bách Pháp nói gì vậy? Nếu bạn hiểu được bất pháp đó gì thì bạn hiểu được 660 pháp, nói trong du già sư địa luận là gì? Đây là đem tất cả mọi pháp trong vũ trụ quy nạp thành 100 điều. Trong mỗi một điều, những thứ hàm chứa trong đó là du lượng, du biên không có cách gì tính được. Bất kể là thuộc về khoa mục nào. Tâm pháp năng biến. Có khi chúng ta cũng gọi là năng sanh, năng biến. Năng sanh cũng có thể nói được thông nhưng quý vị phải nhớ kỹ Năng sanh chứ không phải năng hiện Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không như nhau Năng hiện là chân tâm Vọng tâm không thể hiện Vọng tâm năng biến Đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới Biến thành du lượng du biên pháp giới nó có công năng này vọng tâm từ đâu mà có vậy chỉ là các pháp hư vọng hợp lại mà sanh khởi hư vọng là nói nó không phải chân thật vì sao có hiện tượng này vậy do hợp lại mà sanh khởi trong trung quán luận có một bài kệ nói rất hay đều là nói đến cội nguồn của các pháp trong vũ trụ nhân sanh kệ nói các pháp không tự sanh cũng không từ cái khác sanh không cùng sanh không phải không có nguyên nhân thế nên nói vô sanh chúng ta có thể nói năm trăm bài tụng của bộ trung quán luận chính là nói rõ sự việc này một sự việc này là chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiện tượng của ngọn nguồn muôn pháp bạn hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ rồi thì trong nhà phật gọi bạn là pháp thân bồ tát Tức là nói bạn lấy được học vị này thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Đối với hiện tượng này hoàn toàn mơ hồ, mê hoặc, không hiểu thì người này gọi là Phạm Phu. Phạm Phu cùng với Phật và Bồ Tát không có sai khác. Chỉ là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Có sự nhận thức không như nhau Cũng giống như chúng ta hiện nay học ở trường Bạn lấy được học gì tiến sĩ Họ lấy được học gì tiến sĩ Có người không có văn quá Ngay cả tiểu học cũng chưa học qua Đều là người, đều là giống nhau Không có gì khác Chỉ là trình độ văn hóa khác biệt không như nhau mà thôi Trong Phật Pháp, Tập Pháp Giới Quả thật bà nói chính là sự khác nhau về trình độ văn hóa họ trải qua đời sống không giống nhau từ chỗ này chúng ta mới bỗng nhiên hiểu được chúng ta phải sống đời sống tốt phải nâng cao phẩm chất đời sống của mình dựa vào điều gì dựa vào giáo dục ngày nay trên thế giới có rất nhiều khu vực nghèo khó chúng ta nhìn thấy họ sống đời sống khổ như vậy làm sao cứu giúp họ cứu giúp bằng vật chất thì không giải quyết được vấn đề phải xây trường học phải dạy họ nâng cao trình độ văn hóa của họ chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ trong phật pháp gọi là cảnh giới lớn chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời từ trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới từ trong lục đạo nâng lên đến tứ thánh pháp giới Từ tứ thánh pháp giới nâng lên đến nhất chân pháp giới Hoàn toàn dựa vào giáo dục Thế xuất thế pháp không có ngoại lệ Chúng ta phải có nhận thức này A lại gia là từ đâu mà có vậy? A lại gia gọi là tàn thức, A lại gia là tiếng phạn, dịch sang tiếng trung nghĩa là tàn thức tàn tức là chứa đựng chứa thứ gì chứa các pháp chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của các pháp thuật ngữ trong kinh phật gọi là các pháp lưu lại hạt giống người hiện nay gọi là ấn tượng chúng ta ngày nay từ sáng đến tối trong cuộc sống đời này cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc đều có ấn tượng. Ấn tượng này vĩnh viễn không bị mất đi. Bạn nói ấn tượng rất mờ nhạt tôi không nhớ nổi. Tuy là không nhớ nổi nhưng tẩy đều đưa vào hồ sơ lưu trữ. A-lại gia thức giống như phòng lưu trữ hồ sơ. Toàn bộ đều ở trong đó tất cả thiện, tất cả ác, tất cả vô ký mà bạn đã tạo, thảy đều trong đó. Dịnh diện không bị quên mất. Trong kinh Phật nói, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, nhân này chính là ấn tượng trong a Lạc gia thức, là hạt giống được lưu trữ. Gặp được duyên thì quả báo ấy liền hiện tiền. Hiện tượng cực kỳ di tế. Ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta, thật ra dùng từ tâm ý qua loa để nói nó cũng không quá đáng. Ý thức thứ sáu thì sơ ý qua loa. Còn a lại gia thì vô cùng di tế. Nghiệp do ý niệm di tế tạo ra Thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát giác được. Nhưng phòng lưu trữ hồ sơ đã có rồi. Đã đưa vào lưu trữ. Tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh. Là theo từng sát na. Thế nhưng những thứ này không có hình tướng. Ấn tượng không phải là sắc pháp. Nếu như hạt giống trong a là gia thức Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng Nếu ấn tượng là sắc pháp Nếu nó là vật chất Thì Phật nói Tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp Đến nay Dù lớn như hư không Cũng không chứa nổi Như vậy bạn mới hiểu được Nghiệp mà chúng ta đã tạo ra nhiều đến cỡ nào Chúng ta trong quá trình cả một đời Trên đường Bồ Đề Trải qua ba đại A-Thăng kỳ kiếp Làm sao có thể không có ma Không có nạn không có chứng ngại cho được. Từ xưa đến nay, chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, ác nghiệp chứng ngại chúng ta, tiện nghiệp cũng chứng ngại chúng ta. Tiện nghiệp dẫn dắt chúng ta khởi tham ái, ác nghiệp dẫn dắt chúng ta khởi sân giận, toàn là chứng ngại. Tham sân si toàn là chứng ngại. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp, có mấy người tu tịnh nghiệp có mấy người hiểu được tình nghiệp. Người tu tình nghiệp thì không có chướng ngại. Thật ra mà nói, đến khi nào mới là tu tình nghiệp chân thật vậy? Tuần tịnh không xen tạp, là Pháp thân đại sĩ. Trong tịnh nếu còn xen tạp một chút phần bất tịnh thì là tứ thánh pháp giới pháp giới lục đạo thì luôn là nhiễm nhiều tịnh ích phàm phu chúng ta người tu hành chân thật rất tốt Phân lượng nhiễm nghiệp xen tạp bên trong tương đối ít. Xen tạp khoảng 20 đến 30%. Điều này đối với phàm phu trong lục đạo tu hành là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như trình độ của chúng ta hiện nay, thì đại khái 95% trở lên là nhiễm nghiệp. Tình nghiệp của chúng ta chỉ có 2 đến 3%, thậm chí là 1 đến 2%. Chỉ như vậy mà thôi. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Những thứ này quả thật là hư vọng. Tuy là hư vọng, nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng, thì bạn sẽ bị nó hại thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại bạn đã giác ngộ rồi cho nên then chốt ở đây vẫn là mê và ngộ khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối Chúng tôi nêu một ví dụ rất hiện thực. Thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng. Nhưng chúng ta không biết đó là hư vọng. Chúng ta bị nó ảnh hưởng. Khởi tâm động niệm. Tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân gì không biết đó là hư vọng Nếu thực sự biết nó là hư vọng Thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quý nhiễu Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ được tâm thanh tịnh của mình Thì bạn được đại tự tại Đây là sự thật không phải giả Trong số tổ sư Đại Đức Cư Sĩ các đời ở Trung Quốc có không ít người chứng được cảnh giới này. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm nói nếu chuyển được cảnh tức đồng như lai họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc nên không bị hoàn cảnh chuyển họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ được. Họ có thể chuyển cảnh giới người thiện gặp được họ thì người thiện sẽ càng thiện hơn người ác gặp được họ thì người ác sẽ sửa mình hướng thiện họ chuyển hoàn cảnh chuyển hoàn cảnh nhân sự và họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai họ đến nơi đó thì thiên tai giảm thiểu Chúng ta ngày nay nói gió bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, họ đến nơi đó thì giảm tiểu ngay. Đây không phải thần thoại, mà là sự thật. Lý trong đây rất sâu. Cho nên trong kinh Phật gọi là mật. Nhà Phật không gọi bí mật, mà gọi là thâm mật. Lý này quá sâu. Dù lý sâu đến đâu Chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này Tuần tự từng bước Mà tiến thì bạn nhất định có thể chứng đắc Khi chứng đắc thì gọi là Hoác nhiên đại ngộ Kinh Kim Cang nói với chúng ta Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng nguyện bọt bóng Pháp hữu vi chính là 94 Pháp đầu trong Bách Pháp 6 Pháp sau là pháp vô vi bất kể là tâm pháp tâm sở pháp sắc pháp tâm bất tương ưng hành pháp đều là các pháp hợp lại mà sanh khởi rút cuộc không có chủ không có chủ là không có chủ tể làm thế nào hợp lại mà sanh khởi duyên phật pháp vô cùng có trọng duyên phật pháp nói duyên sanh chứ không nói nhân sanh nói duyên sanh là rất có đạo lý nhà phật nói tất cả hiện tướng của dạng pháp nói duyên khởi thế nhưng duyên khởi nhất định là tánh không tánh không chính là rốt cuộc không có chủ không có ta và cái của ta chân tướng của tất cả dạng pháp đều là như vậy. cho nên nói dạng pháp dài không hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được đạo lý này nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy họ dùng phương pháp phân tích họ phân tích cơ thể của một người một vật thể từ trong tế bào phân tích thành phân tử phân tích tiếp phân tử thành nguyên tử thành electron thành hạt cơ bản vậy mới hiểu được cái thân này là không hóa ra toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành hiện tượng tổ hợp không như nhau có tổ hợp thành khoáng vật tổ hợp thành thực vật tổ hợp thành động vật đều do một thứ tổ hợp thành Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trong Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Theo như cách nói của người nước ngoài, Thích Ca Mâu Ni cũng có hơn 2.500 năm rồi. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép thì hơn 3.000 năm Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kim Kim Cang Thế giới này là nhất hợp tướng Các bạn tự nghĩ nhất hợp tướng nghĩa là gì vậy? Một vật chất cơ bản Nhỏ như di trần, lớn như thế giới Thế giới này ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu Cùng một hạt cơ bản tổ hợp thành Tổ hợp thành nhất hợp tướng Tổ hợp này khi duyên tụ thì nó hình thành, duyên tan thì nó tan rã. Tụ tán vô thường. Nó đâu có chủ tể. Nếu nó có chủ tể thì sẽ tụ hợp vĩnh viễn không tan. Đây gọi là có chủ tể. Tụ tán vô thường biến hóa trong từng sát đa. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Vì sao vậy? Hiểu rõ thấu triệt rồi thì bạn đối với Pháp Thế Xuất Thế gian Chắc chắn không có tâm tham luyến Vì sao? Nó là giả mà Bạn tham luyến là mê hoặc Bạn muốn chấp trước Chiếm hữu là vọng tưởng Vì sao vậy? Vì không thể đạt được Thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu được Vì sự trao đổi chất của tế bào biến hóa Theo từng xác đa Thế nên quả thật là không có ta. Người thế gian chấp trước thân này là ta, đây là mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc ta mà sinh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này, thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Đây không phải là đọa lạc, mà những nghiệp lực đầy của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi biến thành cảnh giới địa ngục cảnh giới địa ngục từ đâu mà có tự mình biến ra không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu mà tự làm tự chịu thập pháp giới y chánh ra nghiêm không phải do phật tạo ra phật trước giờ không làm việc này ngài không làm những việc rỗi hơi này chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi Phật có làm chuyện rỗi hơi sao? Phật làm chuyện rỗi hơi thì Ngài không bằng chúng ta. Tâm địa thanh tịnh không nhiễm mảy trần. Nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Phần trước đã nói, hết tại chúng sanh do tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp cũng khác nhau Từ tâm tưởng sanh. Lời này trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. thế nên tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu hỏi tôi có quỷ hay không có rồng hay không tôi đều gật đầu nói có tại sao có vậy trong tâm bạn đang tưởng nó từ tâm tưởng sinh ra chỉ cần bạn tưởng thì nó từ tưởng hiện ra tướng vốn dĩ không có tướng này là do bạn tưởng mà ra bạn hai ngày nghỉ quỷ Thì đương nhiên quỷ sẽ cả đóng thôi Sau đó bạn mới hiểu được Trong tình nghiệp tam phước Nói với chúng ta Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả Đó là gì vậy Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Phật cũng là từ tâm tưởng sanh Ta hàng ngày nghĩ Phật thì Phật hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng và tổ hợp. Nó tổ hợp thành thế giới của Phật. Hàng ngày nghị quỷ thì sẽ tổ hợp thành thế giới của quỷ. Quỷ là gì vậy? Quỷ là tham ái. Hàng ngày niệm niệm không quên tham ái. Thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân giận Giận người khác Thế gian không có người nào tốt Đều là người khó ưa Đều là người đáng ghét Thì họ biến ra pháp giới địa ngục Mười pháp giới Đều là hư huyện Không thật Cho nên Phật nói mộng huyện bọt bóng Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi Phật mới khuyên chúng ta phải nghĩ thiện đừng nghĩ ác phải hành thiện đừng tạo ác sau khi hiểu rõ triệt để mới thấy những lời phật nói với chúng ta là lời chân thật lời dạy chân thật lời dạy bảo từ bi yêu thương đến cực điểm. Chúng ta mới biết cảm ơn. Ta còn không có, thì làm gì có cái của ta? Cái của ta chính là những thứ mà ta sở hữu. Các nhà này là sở hữu của ta, tài sản là sở hữu của ta, địa vị là cái ta có, quyền lực là cái ta có, đạt đồ giả. Những thứ mà ta sở hữu càng không có Ta còn không có cuốn hộ cái của ta Cho nên Nhà Phật nói Thanh tịnh bình đẳng Là từ chỗ này mà ra Nếu bạn không hiểu đạo lý này Không hiểu rõ chân tướng sự thật này Thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được Bạn làm sao mà bình đẳng được Lúc nào cũng cảm thấy Mình cao hơn người khác Người khác không bằng ta Bạn không hiểu được đạo lý này khi biết được đạo lý này thì dạng pháp là bình đẳng. Phật với ngạ quỷ là bình đẳng, với súc sanh là bình đẳng. Với địa ngục cũng là bình đẳng. Phật còn như vậy, chúng ta làm sao mà không bình đẳng cho được? Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật, dưới thì bình đẳng với địa ngục. Bình đẳng bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh thiện duyên hay ác duyên chứng ngại đều không còn nữa bình đẳng là pháp giới phật pháp giới phật trong kinh hoa nghiêm ngài thanh lương nói với chúng ta lý không chứng ngại sự không chứng ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại đây mới đích thực là đại viên mãn đại tự tại Bộ kinh tập tiện nghiệp đạo này rất rõ ràng, dễ hiểu, nhưng đoạn này rất sâu. Đoạn này là nói lý. Nếu không hiểu rõ, không thấu triệt lý, thì dạy bạn tập tiện này, bạn sẽ không chịu làm. Vì sao vậy? Khuyên bạn. Bạn cũng biết thiện là tốt, bất thiện là không tốt, nhưng vẫn luôn không làm thiện được, Tham sân si mạng là phiền não Thường xuyên lừa gạt người khác Chẳng phải là việc tốt Mà hàng ngày vẫn làm Nguyên nhân gì vậy Chưa thấu triệt đạo lý này Thật sự thấu triệt rồi Thì chắc chắn không làm việc ác nữa Người khác lừa chúng ta Nhưng chúng ta không lừa họ Người khác bị bán sỉ nhục chúng ta hãm hại chúng ta chúng ta bị họ hãm hại nhưng dứt khoát không có ý nghĩ báo thù chúng ta vẫn thành tâm thành ý một mực dùng tiện tâm đối đãi với họ đây là bạn thân sự giác ngộ vì sao không trả thù người ác vậy trong kinh phật nói đây là kẻ đáng thương xót họ rất đáng thương họ hồ đồ họ không biết chân tướng sự thật bạn không được trách cứ họ đúng như trong kinh vua lượng thọ đã nói do hoàn cảnh của họ không tốt không gặp được người tốt đời trước không tốt không biết đạo đức không có người dạy tức là vô tri không có người dạy bảo không thể trách họ Không nên trách móc họ Hành vi của họ đối với ta xấu xa đến đâu cũng là đúng thôi Phải vậy rồi Chúng ta hiểu họ Nhưng họ không hiểu chúng ta Chúng ta phải tha thứ cho họ Dứt khoát Không có một ý niệm báo thù Dẫn cứ thành tâm tình ý Đối đại với người khác Cho dù mạng sống Bị họ hại chết đi nữa Hại chết thì rất tốt hại chết rồi chúng ta nghe đó sanh thiên chúng ta sanh thiên sớm hơn một chút cảm ơn họ còn không kịp sao bạn lại có thể trách họ được do bạn không hiểu đạo lý này nên bạn mới có tâm oán hận bạn hiểu rõ đạo lý này thì oán hận không còn nữa họ hại ta chết đã để ta sanh thiên sớm một ngày đổi hoàn cảnh tốt chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ họ mới biết được không hiểu rõ thì không được Chúng ta sẽ luôn đọa lạc trong đây Cho nên ba câu Chỉ là Các pháp hư vọng Hợp lại mà sanh cởi Rốt cuộc không có chủ Đây là nói a la gia Không có ta Không có cái của ta Những không này nối liền lại là Không có ta và cái của ta đây là hiện tượng sự thật không chỉ là lục đạo mà là chân tướng của y chánh trang nghiêm trong tập pháp giới phật chỉ một câu là nói rõ tất cả nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tình độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch Ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu Diễn đọc Phật tử thiền quang